intro để cho anh khóc. Đây là intro của bài để cho anh khóc của Lê Vũ Bình. Mọi người có thể liên hệ số điện thoại 0973675251 để liên hệ với lại Victor Thiện cài bộ sample mới nhất và hay nhất bên trên Thiện Hoàng Anh nha. Đây là Style Vina House 3109. Đây, rất là sung luôn. Rồi, mình sẽ tiếp tục nghe cái intro thứ hai, đó là intro của bài Tình Nhạc Phai. Đây, một style mà có rất là nhiều intro thì nó rất là tiện lợi cho anh em nhạc công đi solo luôn. Mọi người nếu cảm thấy ưng ý với bộ sample này thì có thể liên hệ với lại Thị Thiện để cài đặt bộ dữ liệu nha. Đây có rất là nhiều style mới và hay luôn. Thầy Thiện đang cập nhật update lên bộ mới, cho nên là mọi người hãy đón chờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.